vùng an toàn ở Ukraine cảnh báo về thế chiến thứ ba ông Zelensky chỉ trích đối tác đất đen điểm yếu chí mạng của xe tăng phương tây ở Ukraine ông Putin tuyên bố đòn trừng phạt hoàn lực nã vào nhiều vùng lãnh thổ Ukraine Mỹ chuẩn bị phương án phản ứng nếu Israel tấn công Gaza không thi tuyên bố thay đổi địa chính trị và trật tự thế giới mới Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đường kim Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại trụ sở chiến dịch tranh cử đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 Ông cho biết về việc có thể thành lập một vùng an toàn ở Ukraine trong tình hình biên giới Nga luôn bị tấn công dồn dập. Bên cạnh đó, ở phía Ukraine, ông Zelensky đã lên tiếng chỉ trích một số đối tác viện trợ vũ khí chưa hiệu quả, khiến lực tấn công của Ukraine chỉ ở tầm ngắn. Ngày 17 tháng 3, giờ Moscow, tại trụ sở chiến dịch tranh cử, đương kim Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói chưa sẵn sàng nói về những gì, làm thế nào và khi nào nên sắp nhập tỉnh Kharkov của ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang ukraine vsu vào vùng biên giới bengoros nga tuy nhiên lưu ý những sự việc bi thảm đang diễn ra hiện nay ông không loại trừ việc nga sẽ bị buộc vào thời điểm nào đó khi chúng ta thấy thích hợp để tạo ra khu vực an toàn nhất định trong các vùng lãnh thổ hiện nay thuộc chế độ ép. tổng thống putin giải thích sẽ khá khó vượt qua một khu vực an toàn bằng các vũ khí mà đối phương sử dụng tất nhiên chủ yếu là do nước ngoài sản xuất song không nói rõ độ sâu vùng an toàn là bao nhiêu. Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi về khả năng Pháp triển khai bộ binh đến Ukraine, cũng như rủi ro xung đột trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo nhận định mọi chuyện đều có thể xảy ra trong thế giới hiện đại. Tổng thống Putin nhấn mạnh, mọi người đều thấy rõ rằng chỉ còn một bước nữa là dẫn tới Thế chiến thứ ba. Tôi nghĩ hầu như không ai quan tâm đến điều này. Ông nói rằng quân nhân NATO đã có mặt ở Ukraine, vì Moscow đã phát hiện đối phương dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp trên tiền tuyến, ông chủ điện Kremlin khẳng định không có gì tốt đẹp trong việc này. Trước hết là đối với họ, bởi họ đang bỏ mạng ở đó số lượng lớn. Bên cạnh đó, Ukraine Brabda đã dẫn phát biểu hôm 17 tháng 3 của ông Zelensky. Canada, tôi rất biết ơn vì các bạn đã tham gia liên minh UAV của chúng tôi. Đây là loại vũ khí đã được chứng minh là cực kỳ hiệu quả và trong điều kiện xung đột khó khăn như vậy việc những năng lực quân sự chúng tôi có phạm vi ngắn rõ ràng là sự thiền cận của một số đối tác. Tuy nhiên, ông Zelensky không nêu cụ thể tên của những đối tác đó. Kể từ khi Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine, Kiev đã nhận được một số vũ khí tầm xa từ phương Tây. Ông Zelensky cảm ơn Mỹ và Đan Mạch vì các gói viện trợ quân sự mới cho đất nước của ông, đánh giá cao đức vì các bước hàng tuần để hỗ trợ đất nước và người dân Ukraine, cũng như cảm ơn tất cả các quốc gia tham gia sáng kiến do Cộng hòa Séc khởi xướng nhằm mua vũ khí cho các lực lượng kĩ ép. Ông Zelensky cũng ca ngợi Hy Lạp vì hiểu rõ ràng về các mối đe dọa mà mọi người ở châu Âu đang phải đối mặt. Đồng thời đánh giá cao cách Tổng thống Pháp Macron đang phát triển quan điểm chiến lược cho châu Âu, quan điểm về an ninh thực sự, lâu dài chỉ có được thông qua đánh bại Nga trong cuộc xung đột này. Thưa quý vị, những chiếc xe tăng Challenger 2 của Ukraine đang phải vật lộn với một vấn đề khá nghiêm trọng trên chiến trường khi thường xuyên nằm bất động mỗi lần đối mặt bởi một thứ được gọi là Chernozem, đất đen của Ukraine. Sự việc được phóng viên người Anh ghi lại một cách sinh động. Người này đã phát sóng trực tiếp khi ngồi trên tháp pháo của chiếc Challenger 2 bị mắc kẹt. Đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà nó thực sự là một khó khăn đối với những chiếc xe tăng nặng nề của phương Tây Phóng viên của The Sun giải thích với khán giả rằng vấn đề lớn nhất đối với Challenger 2 ở Ukraine là bị mắc kẹt trong bùn. Theo tường thuật của phóng viên, địa hình ở Ukraine chủ yếu là những vùng đất đen màu mỡ, rộng lớn và đây là một trở ngại đáng kể trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra. Điều đáng chú ý, trong suốt đoạn video được chia sẻ của phóng viên này, chiếc xe tăng dần dần chìm sâu hơn vào bùn. Mực nước bắt đầu dâng cao, ảnh hưởng đến phần trên của khung xe tăng. Kíp lái xe tăng chỉ có thể hy vọng cỗ máy khổng lồ của họ không chìm quá sâu vào nền đất yếu vì việc trục vớt nó có thể trở thành một thách thức to lớn đối với các đội cứu hộ. Chernozem còn được gọi là đất đen Ukraine. Loại đất này có hàm lượng mùn lên tới 15%. Lớp mùn dồi dào này khiến đất có vẻ ngoài sẫm màu và là yếu tố chính tạo nên độ phì nhiêu đặc biệt của nó. Tuy nhiên, loại đất này cũng sở hữu những đặc tính vật lý độc đáo và là trở ngại đối với các loại máy móc hạng nặng, bao gồm cả xe tăng. Loại đất này có khả năng giữ nước rất tốt nhờ hàm lượng chất hữu cơ cao. Khi trời mưa, nước mưa sẽ không thể thoát đi ngay do bị đất giữ lại, khiến nó biến thành địa hình mềm và lầy lội. Tình trạng này có thể khiến các phương tiện hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng như Challenger, Abrams, Leopard do phương Tây sản xuất bị chìm khi di chuyển trên địa hình như vậy. Ngoài ra, Chernozem còn rất giàu hàm lượng đất sét. Tính chất rắn chắc của các hạt đất sét làm giảm tính thấm của đất, dẫn đến thoát nước chậm. Điều này càng làm tăng thêm tình trạng ngập úng và bùn lầy của địa hình. Ngoài ra, khi đất sét khô lại sẽ rất khó để rửa sạch. Chúng sẽ làm tăng trọng lượng và hạn chế tốc độ của những chiếc xe tăng. Mặc dù xe tăng được thiết kế để có thể cơ động nhanh và vượt qua nhiều loại địa hình phức tạp, nhưng chúng không được thiết kế đặc biệt để vượt qua những thách thức mà Chernozem đặt ra. Bản xích rộng của những chiếc xe tăng nhằm mục đích phân bổ trọng lượng trên một diện tích lớn hơn để tránh bị chìm trên những địa hình đầy cát hoặc bùn lầy. Tuy nhiên trên địa hình lầy lội và dầu đất sét của Chernozem những đường dây rộng này lại là điểm bất lợi cho chúng một chiến lược quân sự được đưa ra thường đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về tình hình thực tế điều dường như bị thiếu trong trường hợp xe tăng phương tây mắc kẹt ở vùng đất đen khét tiếng của ukraine đây không phải là một bất ngờ với giới quan sát quân sự mà là một bài học đối với các lãnh đạo quân sự nato và ukraine các chiến lược gia quân sự đều biết rằng xe tăng nga nhẹ hơn nên chúng sẽ di chuyển dễ dàng hơn trên địa hình như vậy tần suất các vấn đề gặp phải cũng sẽ giảm đáng kể so với các xe tăng phương tây nặng nề hơn thời gian đầu của cuộc xung đột đã có nhiều nỗ lực từ phương tây nhằm mua những chiếc xe tăng cũ của liên xô giải rác trên toàn cầu cho ukraine tuy nhiên do tổn thất trên chiến trường là rất lớn nên không thể đáp ứng đủ vì vậy các nước đồng minh của ukraine phải cung cấp những chiếc xe tăng trong biên chế của họ Reuters đưa tin, Nam Ossetia, vùng ly khai của Cộng hòa Georgia, một quốc gia liên lục địa nằm tại điểm nối Đông Âu và Tây Á, đang trong quá trình thảo luận với các quan chức Moscow về việc sắp nhập vào Nga. Ông Alborov, người đứng đầu nghị viện Nam Ossetia nói: "Chúng tôi đang thảo luận tất cả các vấn đề liên quan trong sự phối hợp chặt chẽ với Nga, có tính tới mối quan hệ song phương và các hiệp ước giữa đôi bên." Theo hãng thông tấn RBC của Nga, Moscow cho biết sẽ xem xét cụ thể các đề xuất của Nam Ossetia. Những trận chiến ở Ukraine không có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống ở Nam Ossetia. Tuy nhiên, với vị trí địa lý chiến lược, việc Nam Ossetia sắp nhập vào Nga sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Washington Post, Nam Ossetia từ lâu đã trở thành một điểm nút tài chính quan trọng của Nga gần khu vực Biển Đen, cho phép Nga tạo ra các quy tắc và kênh tài chính riêng biệt để hỗ trợ nền kinh tế của các vùng ly khai và né tránh các biện pháp trừng phạt. Lợi ích chính từ việc này đã đến với các nhóm ly khai ở miền đông Ukraina. Bên cạnh đó, Nam Ossetia là một bộ phận quan trọng củng cố khả năng tiếp cận của Moscow vào khu vực biển Đen, từ đó gây bất lợi cho Kiev trong cuộc xung đột hiện nay. Theo Washington Post, việc Nga giữ vững sự hiện diện quân sự và hỗ trợ cho các vùng ly khai đã làm nổi bật chiến lược của Moscow trong việc duy trì và tăng cường phạm vi ảnh hưởng, cũng như là một cách để đối phó với sự mở rộng của NATO và phương Tây trong khu vực. Ở diễn biến ngược lại, trang Euractiv đưa tin Ngoại trưởng Armenia Ararat Mijoyan cho biết Armenia đang xem xét việc đăng ký trở thành thành viên Liên minh châu Âu trong bối cảnh nước này tìm cách củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây. Ngoại trưởng Mijoyan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ rằng có nhiều thách thức mà chúng tôi phải đối mặt trong vài năm gần đây, nhưng cũng có nhiều cơ hội mới đang được thảo luận ở Armenia. Và không có gì bí mật nếu tôi nói rằng bao gồm cả ý tưởng trở thành thành viên trong Liên minh châu Âu. Kể từ khi lên nắm quyền trong cuộc cách mạng năm 2018, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Armenia với châu Âu và Mỹ, khiến đồng minh truyền thống Nga không hài lòng. Yerevan nhiều lần nói rằng liên minh của Armenia với Nga không mở rộng sang cuộc xung đột ở Ukraine trong khi Thủ tướng Pashinyan cáo buộc Nga đang tìm cách làm suy yếu chính phủ Yerevan. Armenia cũng cáo buộc Nga không bảo vệ được nước này trước đối thủ lâu đời Azerbaijan, quốc gia đã xích lại gần Moscow hơn trong những năm gần đây. Trong một cuộc phỏng vấn với France 24 vào tháng 2, Thủ tướng Pashinyan cho biết Armenia đình chỉ tham gia Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO khối gồm 6 quốc gia do Nga dẫn đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng Việc rời khỏi CSTO sẽ không có lợi cho Armenia. Tuy nhiên, ông nói thêm, quyết định cuối cùng nên do Armenia đưa ra và nhấn mạnh rằng Nga muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với nước láng giềng. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với những người ủng hộ sau cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 rằng để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine và một thời điểm nào đó, Nga có thể thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát. Ông Putin cho biết các cuộc tấn công dữ dội đang diễn ra ở các khu vực biên giới có thể buộc Nga phải tạo ra một vùng đệm nhất định tại các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói, lực lượng Nga sẽ thiết lập một khu vực an ninh mà đối phương sẽ rất khó vượt qua, nhấn mạnh rằng Nga sẽ thực hiện điều này khi chúng tôi thấy điều đó là phù hợp. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái vào các khu vực biên giới với Nga. Tuần trước, lực lượng Ukraine cũng đã cố gắng xâm phạm biên giới Nga, tấn công nhiều địa điểm dọc biên giới với khu vực Kursk và Belgorod của Nga. Tổng thống Putin cho rằng những sự kiện mà nước Nga phải trải qua hiện nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao trong cuộc bầu cử. Ông Putin cũng nói hiện ông rất vui khi ở bên cạnh những người cùng chí hướng, ủng hộ mình và có những mục tiêu chung. Vào cuối tháng 1, Tổng thống Putin cũng đã đề xuất thành lập một khu phi quân sự rộng lớn ở Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Ông nói, khu vực phi quân sự này phải nằm cách lãnh thổ của chúng ta đủ xa để đảm bảo an ninh cho các thành phố của Nga. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần thiết bảo vệ vùng biên giới Nga khỏi vũ khí tầm xa mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Nga sẽ mở rộng vùng đệm an toàn, đẩy lực lượng Ukraine khỏi những khu vực do Kiev kiểm soát và ngăn đối phương tấn công các đô thị trọng yếu của Moscow. Đây chính xác là những gì quân đội Nga đang làm, cũng là động lực chính cho những binh sĩ ngoài tiền tuyến. Chúng ta sẽ đẩy lùi đối phương hiện nay ukraine ngày càng táo bạo trong tổ chức các cuộc tấn công trực tiếp bên trong lãnh thổ nga phá hoại hệ thống đường sắt tại siberia tấn công nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu để thực hiện các cuộc tấn công này ukraine triển khai uav cảm tử và hậu thuẫn các nhóm chiến đấu sử dụng xe tăng vượt biên giới đánh vào nga lo sợ nga sẽ gia tăng hoạt động đáp trả quân sự mỹ và phương tây đã cấm quân đội ukraine sử dụng các vũ khí do họ viện trợ để thực hiện các cuộc tấn công này Giới phân tích quân sự phương Tây cho rằng các cuộc tấn công này khiến quân đội Nga phải giảm bớt lực lượng phòng không trên chiến trường Ukraine và gây sứt mẻ nền kinh tế dầu mỏ của Nga trong bối cảnh đã hứng chịu sẵn nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây, từ đó có thể dẫn tới khả năng đàm phán trong tương lai. Khu vực biên giới bị tấn công là nơi dân cư thừa thớt, gồm những cánh đồng, rừng và các ngôi làng nhỏ. Có khoảng 6 chốt biên phòng Nga cũng bị tấn công. Mặt khác, Ukraine đã và đang tuyển chọn các phần tử dân tộc Nga lưu vong và những nhóm thiểu số Nga bất mãn thủ lĩnh của quân đoàn tình nguyện Nga Denis Kapustin công khai cổ suý các quan điểm cực hữu. Giới chức Đức xác định Kapustin là một phần tử tân phát xít. Trả lời phỏng vấn tại một căn cứ bên trong một ngôi làng Ukraine, Kapustin nói rằng các cuộc tấn công bên trong Nga vào dịp bầu cử có quy mô lớn hơn so với các cuộc phá hoại ngầm bằng các đơn vị nhỏ mà ông ta từng thực hiện trước đó. Thưa quý vị, thời gian gần đây Ukraine được cho là liên tục tấn công vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga nhằm gây gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống. Điều này khiến cho tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ giáng đòn trừng phạt Ukraine bởi hành động của Ukraine. Sau tuyên bố, Nga đã áp dụng chiến thuật tấn công kép vào Odessa, tạo nên một đợt tập kích thảm khốc nhất nằm vào thành phố kể từ khi Moscow hoạt động quân sự tại Ukraine. Theo NBC News Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng cáo buộc Ukraine tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Nga, đồng thời cho biết Moscow sẽ trừng phạt Kiev về các đợt tấn công mới nhất. Phía Ukraine đã liên tục pháo kích vào các khu vực phía Tây của Nga, đồng thời 2.500 quân ủy nhiệm của Ukraine đã tiến hành các nỗ lực tấn công vào hai vùng lãnh thổ Nga bằng xe tăng. Ông Putin phát biểu cho các thành viên Hội đồng An ninh Nga cho biết những cuộc tấn công này sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Những cuộc tấn công này là vô nghĩa khi xét từ quan điểm quân sự và là tội ác về mặt nhân đạo nhằm mục đích cản trở cuộc bầu cử tổng thống nga. Tôi chắc chắn rằng người dân của chúng tôi, người dân nga, sẽ hồi đáp với tinh thần đoàn kết cao hơn nữa. Họ, tức ukraine, định đe dọa ai vậy? Người dân nga ư? Ừ, người dân đa sắc tộc ở nga ư? Ừ. Hãng thông tấn tass dẫn lời ông putin nói. Về phần mình, kiev cho biết các cuộc tấn công do nhóm vũ trang đóng tại ukraine, gồm những người nga chống lại điện kremlin tiến hành. Không lâu sau khi đăng tải các bài viết về tuyên bố đáp trả của ông putin truyền thông Ukraine và phương Tây đã đưa tin về một cuộc tấn công ác liệt tại Odessa, Ukraine. Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga đã làm nổ tung các ngôi nhà ở thành phố Odessa. Trong vòng chưa đầy 2 tuần, đã có hai ngày lễ để tang ở Odessa được tổ chức. Theo AP, Nga đã sử dụng chiến thuật tấn công kép với mục đích nhằm vào lực lượng cứu hộ hoặc những người đến hiện trường đầu tiên, từ đó gây thêm thiệt hại hoặc tăng số lượng thương vong. Sau đó, Odessa lại tiếp tục ghi nhận tiếng nổ ở phía nam thành phố. Không quân Ukraine phát cảnh báo khẩn cấp rằng Máy bay không người lái của Nga đang bay về phía Odessa từ Biển Đen. Ngoài ra, truyền thông Ukraine cũng đã ghi nhận nhiều đợt tấn công dữ dội khác của Nga nhằm vào vùng Dnipropetrovsk, miền Nam Ukraine bằng máy bay không người lái và pháo binh, gây ra thương vong về người, hàng chục ngôi nhà bị hư hại. Nga cũng đã tiến hành các đợt tập kích mới vào Khai Sơn và tỉnh Donetsk. Các thành phố Khai Sơn, Berislav và Antonovka thuộc vùng Khai Sơn, làng Novoselovka, Pesha thuộc khu định cư ocheretin tỉnh Donetsk đều trở thành mục tiêu pháo kích hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Sau cuộc tấn công của Nga vào Odessa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, sau cuộc trò chuyện với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sitsky, ông cảm thấy được các lực lượng vũ trang đang trở nên mạnh mẽ hơn như thế nào. Cụ thể, Tổng thống nói, chúng tôi đã thảo luận với Tổng tư lệnh Sitsky, chúng tôi đã bàn bạc chi tiết về tình hình hoạt động, khả năng hiện có của chúng tôi, các mối đe dọa hiện có, có cảm giác rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang trở nên mạnh mẽ hơn. Ông Zelensky cũng nêu tên những mặt trận đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất, đồng thời cảm ơn tất cả các lữ đoàn của chúng tôi, tất cả các đơn vị chiến đấu đã hạ gục binh sĩ đối phương. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo cho biết các cuộc tấn công hiệu quả gần đây của máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Liên bang Nga chứng tỏ khả năng tầm xa của Ukraine và vạch trần những điểm yếu của đối phương. Các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thành phố Nikolaev, Ukraine đã đánh trúng một nhà máy sản xuất xe tăng nơi đang sửa chữa các thiết bị quân sự nước ngoài. Những khí tài này được cho là bao gồm cả xe tăng Leopard 2 của Đức và xe tăng Challenger của Anh. Theo nguồn tin, kể từ mùa thu năm 2013, nhà máy sản xuất xe tăng Nikolaev thuộc Tập đoàn Công nghiệp Quân sự Ukraina Uroporonprom đã hoạt động 3K. Sau các vụ tấn công năm 2022, người dân địa phương không còn được làm tại nhà máy. Một cuộc tấn công khác cùng đợt nhằm vào các gara thuộc về doanh nghiệp Optep Lenego cũng là nơi tập trung sửa chữa các thiết bị quân sự nước ngoài. Nikolaev không phải là nhà máy duy nhất trong thành phố tham gia sửa chữa thiết bị quân sự mà là nơi có trang bị tốt nhất với các chuyên gia có trình độ cao nhất và tập trung nhiều thiết bị cần sửa chữa nhất của lực lượng vũ trang Ukraine. Nguồn tin cho biết sau cuộc tấn công, khoảng 3 dãy nhà ở nhà máy đã được phong tỏa và hơn chục xe cứu thương xuất hiện. Nguồn tin cho biết rất có thể có người nước ngoài trên những chiếc xe cứu thương này là những người tham gia sửa chữa thiết bị trong nhà máy. Theo các báo cáo truyền thông, xe tăng Leopard được sử dụng rộng rãi trong đợt phản công của Ukraine tuy nhiên đã gặp thiệt hại khá nhiều. Hồi tháng 11 năm 2013, Forbes đưa tin Kiev đã mất một phần tư số xe tăng tốt nhất do Đức sản xuất. Đầu tháng 1 năm 2024, nghị sĩ đảng danh của Đức Sebastian Schaffer cho hay Ukraine hiện chỉ còn vài chiếc xe tăng Leopard 2A6 có thể hoạt động. Đức trước đó tuyên bố chuyển 18 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine, cùng với 90 biến thể 2A4 và hơn 100 biến thể Leopard 1A5 lực lượng Nga đã phá hủy một số xe tăng Leopard bằng tên lửa và máy bay không người lái cầm tử. Nga cũng thu giữ ít nhất hai xe tăng Leopard 2 còn nguyên vẹn. Khoảng hai tuần qua, lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy một số xe tăng Abram và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Ukraine vận hành, cũng như hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ viện trợ cho Kiev. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã phá hủy ít nhất 3 xe tăng Abram do Ukraine vận hành, những chiếc xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất cũng chịu chung số phận như xe tăng Leopard và Challenger 2 mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine trước đó. Ông Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng của Nga nói rằng, không có phương tiện bọc thép phương Tây nào là bất khả xâm phạm trước vũ khí Nga. Cho rằng dù các nước phương Tây có thừa nhận hay không thì Ukraine chính là nghĩa địa cho các vũ khí tiên tiến của NATO. Giới chuyên gia cho rằng, các cuộc tấn công của Nga vào các hệ thống vũ khí hiện đại do phương Tây cung cấp cho Ukraine cho thấy Moscow đang thích nghi với chúng nó cũng cho thấy những lỗ hổng trong kho vũ khí phụ thuộc vào phương Tây của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, quân đội Nga đang cố gắng duy trì nhịp độ các hoạt động ở miền đông Ukraine. Điều này nhằm ngăn lực lượng Kiev ổn định tuyến phòng thủ của họ, điều mà các nhà phân tích cho rằng diễn ra không đủ nhanh. Một chuyên gia quân sự nói với Newsweek rằng Ukraine không xây dựng chiến hào dài như người Nga đã làm năm ngoái, mà đang phát triển các công sự dựa trên hệ thống cứ điểm được đặt ở những vị trí tốt. ISVK cho biết, khi tiếp tục tấn công, các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công mới vào mùa hè và đang tập trung tiến về phía Tây Adipka nhất có thể trước khi Ukraine thiết lập một phòng tuyến khó xâm nhập hơn trong khu vực. Sau khi Nga chiếm được Adipka ở tỉnh Donetsk vào tháng trước, một bản đồ ISVK cho thấy lực lượng Nga trong tuần này đã chiếm được thị trấn Nevensky và tiến vào Pervomaisk ở phía tây nam và Berdychi ở phía tây bắc. Một bản đồ khác của tỉnh Luhansk cho thấy quân Nga đang tiến về Sinkipka, phía bắc Bắc Mút. Tổng tư lệnh Ukraine, Đại tướng Oleksandr Sisky hôm thứ Sáu cho biết Nga đang tập trung nỗ lực vào hướng Adipka với các cuộc tấn công bộ binh và cơ giới hóa hàng ngày khi họ cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine. ISVK cho biết các lực lượng Nga có thể đẩy mạnh các hoạt động tấn công trong suốt mùa xuân, bất kể điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn, để khai thác tình trạng thiếu thiết bị của Ukraine trước khi hỗ trợ an ninh của phương Tây đến như đã hứa. Trong tuyên bố ngày 17 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết làng Minoze được giải phóng nhờ các hành động tấn công thành công của các đơn vị thuộc nhóm lực lượng Vostok ở miền Đông. Làng Minoze nằm cách thị trấn Guli Apole khoảng 14 km về phía tây nam và cách thành phố Zaporizhia khoảng 17 km về phía đông nam trước xung đột Nga-Ukraine, ở đây có khoảng 500 dân cư. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Ukraine mất gần 100 binh lính ở mặt trận Kubian, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Ở khu vực Donetsk, Ukraine, thiệt hại khoảng 200 quân nhân. Hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn một tên lửa S-200, 23 quả pháo Vampir, MLRS và gần 170 máy bay không người lái của Kiev. Moscow đang giành ưu thế trên chiến trường, trong bối cảnh Kiev cạn kiệt đạn pháo, vũ khí do nguồn viện trợ từ phương Tây bị gián đoạn. Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ ngày 17 tháng 3 cho hay Ukraine có thể cạn kiệt tên lửa cho các hệ thống phòng không trước cuối tháng này. Nguồn tin nói rằng chính các đại diện của Ukraine đã thừa nhận điều này tại một cuộc họp an ninh vào tháng trước. Theo đó, nếu lực lượng Ukraine trước đây đã bắn hạ được 4 phần 5 tên lửa do Nga bắn, thì sắp tới có thể chỉ nhắm mục tiêu được 1 phần 5. Nguồn tin cho biết, việc thiếu tên lửa phòng không sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống ở các trung tâm đô thị Ukraine đơn vị trinh sát Shadow của Ukraine vừa qua đăng video lực lượng này sử dụng thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ drone tập kích vị trí một binh sĩ Nga trên tiền tuyến. Trong video, khi phát hiện drone FPV của đối phương tới gần, binh sĩ Nga vòng ra phía sau cây để dùng nó làm vật che chắn. Tuy nhiên, drone Ukraine không lao về hướng mục tiêu mà phát nổ ngay trên không, tạo ra vô số mảnh văng xuống mặt đất. Binh sĩ Nga đã nằm xuống để né tránh, song vẫn bị trúng mảnh văng từ đầu đạn của drone. Người này sau đó nằm bất động, dường như đã bị thương. Chuyên gia quân sự David Hambling của Ford cho hay, binh sĩ này đã được huấn luyện kỹ và biết rằng phải nằm xuống hoặc nấp sau cây cối khi bị drone FPV tấn công. Tuy nhiên, chiến thuật trên lần này đã không phát huy tác dụng. Chuyên gia Hambling cho biết, khu vực bị hứng gấp mảnh văng có hình chữ nhật, cho thấy đầu đạn trên chiếc drone còn nhiều khả năng có hình dạng giống mìn định hướng Claymore thay vì hình tròn như thông thường, một số video gần đây trên mạng xã hội cho thấy các đơn vị Ukraine khác cũng sử dụng drone FPV có cơ chế hoạt động tương tự để tấn công lực lượng Nga. Chuyên gia của Forbes nêu quan điểm, quân đội Ukraine đang sử dụng drone FPV mang đầu đạn nổ mạnh trên không. Chúng có khả năng gây sát thương lớn hơn nhiều so với đầu đạn RPG thông thường khi tập kích binh sĩ ở khu vực chống trải. Có thể nói chúng không khác gì quả mìn Claymore biết bay. Theo Hampling, drone FPV mang đầu đạn RPG có thể tập kích hiệu quả các khí tài hạng nặng như xe tăng, thiết giáp hay pháo tự hành, sao không dễ tấn công mục tiêu bộ binh do họ có thể chủ động né tránh một cách linh hoạt. Không chỉ ở trên chiến trường, Ukraine còn sử dụng máy bay không người lái tấn công các cơ sở lọc dầu sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga. Cụ thể, máy bay không người lái UAV đã tấn công một cơ sở lọc dầu của Nga ở vùng Ryazan, cách Moscow 200 km về phía đông nam. Trong một bài đăng trên Telegram, Thống đốc vùng Ryazan, ông Pavel Makon, cho biết máy bay người lái đã đâm vào nhà máy lọc dầu Ryazan, gây ra hỏa hoạn và làm nhiều người bị thương. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường làm công tác chữa cháy và cứu hộ. Theo nguồn tin làm việc cho Cơ quan An ninh Ukraine SSU của tờ Ukrainska Rada, cuộc tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan là sự tiếp nối của một loạt các hoạt động đặc biệt nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga mà Cơ quan An ninh Ukraine phát động trước đó. Nguồn tin của Ukrainska Prada cho biết thêm, cơ quan an ninh Ukraine thực hiện một cách có hệ thống một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng nhằm làm suy yếu nền kinh tế của Nga, thông qua việc làm giảm nguồn thu nhập của Nga từ dầu mỏ, vốn được sử dụng để phục vụ xung đột ở Ukraine. Trước đó, theo tờ Thời báo Ấn Độ, Ukraine đã phát động một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quan trọng nhất vào Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 một máy bay không người lái đã đâm trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Liên bang Nga ở Kostovo, cách biên giới với Ukraine khoảng 800 km. Sau đó, một máy bay không người lái khác đã đâm vào một kho nhiên liệu và gây ra đám cháy ở Orion, cách biên giới với Ukraine khoảng 160 km. Ngoài ra, theo các nguồn tin của Ukrainska Prada, cơ quan an ninh Ukraine cùng với các đại diện khác của lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công căn cứ của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở Butulinovka và một sân bay quân sự ở Voronezh. Ngày 17 tháng 3, chính quyền vùng ly khai Chernitschia ở Moldova cho biết trên mạng xã hội rằng điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy vụ nổ tại căn cứ quân sự ở Tirapol do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV cam tử và các UAV này được phóng từ vùng Odessa của Ukraine video mà chính quyền vùng ly khai cung cấp cho thấy vụ tấn công đánh trúng một trực thăng quân sự đậu tại căn cứ không quân nằm giữa cánh đồng quan chức chanitia cho biết không có thương vong sau vụ tấn công và đã mở cuộc điều tra hình sự tuy nhiên giới chức moldova cho biết đã liên hệ với phía Ukraine và không xác nhận có bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào khu vực chanitia văn phòng phụ trách tái thống nhất của moldova cho biết sau khi xem xét hình ảnh và trao đổi thông tin Chúng tôi tin vụ tấn công được đề cập là nỗ lực nhằm kích động nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong khu vực. Văn phòng chống thông tin sai lệch của chính phủ Ukraine cáo buộc Nga cố gắng thực hiện các hành động thách thức và thao túng bằng cuộc tấn công vào vùng ly khai ở Moldova. Nga chưa bình luận về thông tin này. Vùng Chanitia, với 60% cư dân là người Nga và Ukraine, đã tìm cách ly khai khỏi Moldova trước khi Liên Xô sụp đổ vì lo ngại rằng nước Cộng hòa này sẽ gia nhập Romania năm 1992, sau nỗ lực thất bại của Moldova trong việc giải quyết vấn đề bằng vũ lực, Transnistria gần như trở thành một lãnh thổ nằm ngoài tầm kiểm soát của nước Cộng hòa này. Từ năm 1993, Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số không quá 1.500 người tại Transnistria. Nga cũng duy trì hỗ trợ nền kinh tế của Transnistria bằng nguồn cung khí đốt miễn phí. Song khu vực này ngày càng bị cô lập khỏi Moscow kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát. Căng thẳng giữa Moldova và Transnistria gia tăng đầu năm nay sau khi Chisinau quyết định áp thuế đối với hàng nhập khẩu của vùng ly khai vận chuyển qua Moldova. Trong diễn biến liên quan, tiến sĩ Waterick Landgraf, trung tá đã nghỉ hưu và hiện là thành viên cao cấp trong chương trình A-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ FPRI, nhận định rằng, bất chấp những đồn đoán của phương Tây về việc sắp nhập hoặc công nhận quốc tế, Nga vẫn chưa đáp lại lời đề nghị hỗ trợ mới nhất của Chanitia do áp lực ngày càng tăng từ Moldova. Trong khi Chanitia kêu gọi Điện Kremlin – trong số một số thực thể khác bao gồm cả nghị viện châu Âu bảo vệ Chania trước áp lực ngày càng tăng từ Moldova. Khu vực này không tìm kiếm sự công nhận hoặc sắp nhập vào Nga. Hơn nữa, Tổng thống Putin hoàn toàn không đề cập đến Chania hay Moldova trong bài phát biểu thông điệp liên bang của mình vào ngày 29 tháng 2. Khi cuộc bầu cử tổng thống Nga cần kề, ông đã dành phần lớn thời gian trong thông điệp liên bang cho các vấn đề trong nước. Như vậy, theo tiến sĩ Landgraf, thái độ im lặng từ Nga trước đề nghị của Chania có thể vì không có sự gần gũi về mặt địa lý đặc biệt là sự tiếp giáp lãnh thổ vốn là yếu tố trung tâm thúc đẩy sự hiện diện của Nga ở khu vực hậu Xô Viết. Chania không chỉ thiếu đường biên giới chung với Nga mà còn nằm trên đất liền. Điều này rất quan trọng vì nó ngăn cản Nga tập trung lực lượng ở biên giới. Vì vậy, nếu có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự, Nga chỉ có thể triển khai binh sĩ tới Chania thông qua chiến dịch không vận, một nhiệm vụ tốn kém và đầy rủi ro, vốn đòi hỏi phải bay qua không phận Ukraine, nơi Nga chưa hoàn toàn chiếm ưu thế trên không, hoặc bay qua lãnh thổ Rumani và do đó là qua lãnh thổ NATO. Điều sẽ kích hoạt các máy bay chiến đấu của Mỹ và Rumani đóng quân gần Constanta Rumani xuất kích để đánh chặn máy bay Nga. Hậu quả của việc đó có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Thưa quý vị, Mỹ đang tận dụng chiến trường Ukraine để xử lý vũ khí, đạn dược cũ, trong đó có cả những loại đã hết hạn sử dụng. Hiện nhiều vũ khí cũ trong kho bảo quản của Mỹ đã được thay thế bằng những loại mới, đặt hàng bằng nguồn tiền theo công bố là phân bổ viện trợ cho Ukraine. Như quân đội Nga lưu ý, nhiều loại đạn mà lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng đơn giản là không hoạt động, do thực tế chúng đã hết hạn từ rất lâu. Kênh Anna News Telegram mới đây đã đăng tải hình ảnh về một tên lửa chống radar AGM-88-20 lối được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để tấn công các hệ thống phòng không Nga. Mỹ đã cung cấp tên lửa ham cho Ukraine từ năm 2022, và họ không giấu giếm sự thật rằng chúng đã vượt quá thời hạn bảo hành từ lâu. Nhưng Ukraine không quan tâm đến điều này. Điều quan trọng nhất là chúng miễn phí, và hơn thế nữa, vẫn tỏ ra khá hiệu quả trong một số trường hợp. Cụ thể thấy qua hình ảnh, thời hạn bảo hành của tên lửa bị rời đã hết hạn gần 30 năm trước, vào ngày 31 tháng 10 năm 1995. Rất có thể đây là nguyên nhân chính khiến quả đạn đơn giản là không thể bắt được mục tiêu và rơi xuống mà không phát nổ. Theo các nguồn tin của Nga, đây không phải là phát hiện đầu tiên và cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Trở lại mùa hè năm 2022, binh sĩ nước này đã tìm thấy một tên lửa hết hạn, hết hạn bảo hành từ năm 1991. Lầu Năm Góc chính thức công nhận việc cung cấp tên lửa chống radar AGM-88 cho Ukraine vào tháng 8 năm 2022 và chúng được đưa vào gói viện trợ quân sự tiếp theo. Hồi tháng trước, đài truyền hình CBC của Canada đưa tin, lực lượng vũ trang Canada có một kho dự trữ 83.303 tên lửa CRV-7 Loại tên lửa được phát triển từ những năm 1980 và ngừng hoạt động vào đầu những năm 2000. Ba năm trước, chính phủ liên bang đã ký hợp đồng xử lý tên lửa trong nhiều năm. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ đối lập Canada, Pierre Poilievre, đã yêu cầu gửi số vũ khí này tới Ukraine tại phiên họp quốc hội. Ông Pierre Poilievre cho biết, thay vì khiến người dân Canada trả hàng triệu đô la Mỹ cho việc phá hủy CRV-7, vũ khí này nên được gửi cho Ukraine để họ có thể sử dụng bảo vệ lãnh thổ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada Daniel Minden cho biết, chính phủ đang xem xét khả năng bàn giao tên lửa cho Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh trước khi gửi vũ khí đến Ukraine, Ottawa phối hợp chặt chẽ với Kiev để đảm bảo rằng bất kỳ khoản quyên góp nào cũng sẽ đáp ứng nhu cầu quân sự của nước này. Cựu đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Vadim Pristeko từng thừa nhận rằng Kiev có thể sử dụng các vũ khí hết hạn như một giải pháp tình thế. Ông Pristeko nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Newsweek, một số thiết bị đã hết hạn sử dụng. Chúng tôi nói đùa rằng nếu bạn muốn vứt bỏ chúng, hãy gửi chúng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa chúng đến đúng nơi quy định. Thông thường vào thời bình, không ai muốn nói những điều thế này, tuy nhiên bây giờ tại sao không? Ông Andrei Klyncevic, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu xung đột quân sự và chính trị của Nga cho biết, quân đội Nga đã nhận được các loại vũ khí mới có độ chính xác cao. Trong số này có bom lượn mới có thể phóng từ máy bay cũng như các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS Smerch hay Tornado-S. Điều này giúp tăng đáng kể phạm vi và hiệu quả tấn công. Ông Klinsevic nhấn mạnh những đổi mới không chỉ liên quan đến việc cải tiến bom mà còn liên quan đến việc mở rộng kho vũ khí dành cho các hệ thống tên lửa. Thông tin chi tiết về loại bom mới hiện vẫn chưa được tiết lộ. Quân đội Nga hiện đang sử dụng nhiều loại bom lượn, trong đó bao gồm cả các loại bom thông thường từ thời Liên Xô được trang bị mô-đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát UMPC, các loại bom FAB250, FAB500 và FAB1500 được trang bị bộ kit chuyển đổi này đều trở thành những vũ khí uy lực và chính xác trong tay lực lượng Nga. Truyền thông phương Tây cho rằng những quả bom nặng 1,5 tấn như FAB-1500 hoàn toàn có thể săn bằng các mục tiêu quân sự của Ukraine. Ngoài ra, bom lượn đa năng UMPB D-30SN mới của Nga cũng có thể trở thành cơn ác mộng đối với Ukraine. Trang tin The Warzone của Mỹ cho biết loại bom lượn đa năng UMPB D-30SN mới của Nga được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với Ukraine. Bom dẫn đường tiên tiến UMPB-D30SN mới của Nga đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Loại vũ khí này có thể phóng từ máy bay và hệ thống tên lửa phóng loạt trên mặt đất MLRS. Theo trang tin The World Jones TVZ, UMPB-D30SN có thể được phóng từ mặt đất, có tầm bắn chính xác cho các hệ thống pháo tên lửa đang được Nga sử dụng, không cần phải mạo hiểm với máy bay chiến thuật. Điều này mang lại ưu thế lớn khi tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa. Ví dụ như vị trí pháo binh và hệ thống phòng không UMPBD30SN có khả năng triển khai từ tiêm kích chiến thuật và tổ hợp pháo phản lực hạng nặng Tornado S. Mặc dù thông tin chi tiết về loại bom này vẫn còn hạn chế, nhưng chúng lại có nét tương đồng với bom đường kính nhỏ GBU39 của Mỹ. Cả hai đều có thể phóng từ trên không và trên mặt đất. Sự xuất hiện của UMPBD30SN có thể đặt ra thách thức mới cho phòng không Ukraine trong bối cảnh lực lượng này chưa có biện pháp đối phó bom dẫn đường UMPBD30SN. Bom dẫn đường tiên tiến UMPB D30SN có phương thức hoạt động tương đồng với nhiều hệ thống vũ khí hiện đại của phương Tây đang được quân đội Ukraine sử dụng, như bom lượn gắn rocket Hammer do Pháp sản xuất và bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB trang bị cho pháo phản lực HIMARS. Tổng cục Tình báo Ukraine vừa tiết lộ dữ liệu mới nhất về hoạt động sản xuất xe tăng T14 Armata của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Theo báo cáo từ Tổng cục Tình báo Ukraine, đến nay có khoảng 20 chiếc T-14 Amata đã được Nga sản xuất và thử nghiệm. Báo cáo chỉ ra rằng, tính đến cuối năm 2023, T-14 Amata vẫn chưa trải qua các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và chưa được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga. Theo đánh giá của tình báo Ukraine, mặc dù Nga có kế hoạch sản xuất thêm 29 xe tăng T-14 Amata vào năm 2024, tuy nhiên có những dấu hiệu cho thấy mục tiêu này khó có thể đạt được. Đáng chú ý, trong năm 2023, không có chiếc nào trong số 29 chiếc theo kế hoạch được sản xuất, Tổng cục Tình báo Ukraine cũng chỉ ra rằng, hiện tại không có thông tin nào liên quan đến sự tham gia của xe tăng T-14 Amata trong các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Được biết đầu tháng này, người đứng đầu Tập đoàn Quốc phòng Nga Rostec, ông Sergei Chemezov, tiết lộ nước này sẽ không đưa xe tăng T-14 Amata vào tham chiến, mà một trong những lý do là giá thành của xe tăng này khá đắt đỏ. Theo ước tính, T-14 Amata có giá từ 5 đến 9 triệu đô la Mỹ, đắt hơn nhiều so với các dòng T-90, T-80 và T-72, những loại đều đã được triển khai tại Ukraine. Vì lãnh đạo tập đoàn nhà nước Nga nói rằng T-14 hiện phục vụ trong quân đội nhưng chưa được đưa sang Ukraine. Ông cho biết việc mua xe tăng T-90, dòng xe tăng thế hệ thứ ba dễ dàng hơn so với việc triển khai chiếc T-14 tại Ukraine. T-14 Armata được ra mắt vào năm 2015, khi đó được giới phân tích phương Tây dự báo sẽ là đối thủ của các loại xe tăng của NATO như M1 Abrams Mỹ, Challenger 2 Anh hoặc Leopard 2 Đức. Ngạc ca ngợi T-14 là vũ khí tối tân với kíp chiến đấu 3 người, có khả năng điều khiển tháp pháo từ xa. Xe tăng được trang bị lớp giáp dày, các cảm biến tiên tiến, công nghệ phòng thủ trước rocket chống tăng. Xe tăng T-14 còn được trang bị nhiều tính năng tự động và cả thiết bị bay tự hành. Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, chương trình T-14 gặp nhiều vấn đề như sản xuất trì trệ, độ tin cậy và số lượng xe bị giảm. Bộ Quốc phòng Anh từng nhận định rằng nếu được gửi sang Ukraine xe tăng T-14 sẽ làm gia tăng áp lực lên chuỗi hậu cần vì xe này nặng và có kích thước lớn. Truyền thông Nga từng loan tin rằng T-14 đã được đưa đến Ukraine cho những màn lộ diện chớp nhoáng hoặc khai hòa từ khoảng cách xa. Cụ thể, hãng thông tấn tát của Nga từng đưa tin, nhóm chiến đấu phía nam của Nga đã sử dụng một số xe tăng T-14 Amata trong chiến đấu tại Ukraine. Mục đích là để đánh giá khả năng hoạt động của xe tăng trong thực chiến. Sau đó, xe tăng được rút khỏi tiền tuyến. T-14 Amata là xe tăng chiến đấu chủ lực do nhà sản xuất quốc phòng Uran và Gonzavod phát triển. Xe tăng này chính thức được giới thiệu tới công chúng nhân dịp lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm 2015 tại Quảng Trường Đỏ. T-14 Amata trải qua các cuộc thử nghiệm sơ bộ năm 2019. Theo National Internet, Pháp đã cung cấp cho Ukraine các xe bọc thép AMX-10RC, hay còn gọi là xe tăng bọc thép hàng nhẹ. Tuy nhiên, thiết bị này có từ đầu những năm 1980 và lần nâng cấp cuối cùng là vào năm 2000 quân đội Pháp đã ngừng sử dụng những chiếc xe tăng này vào năm 2021. Khi xe tăng AMX-10RC được triển khai ở vùng xung đột Ukraine, Nga được cho đã giúp Pháp hoàn tất quá trình loại biên phương tiện này. Cũng theo National Internet, các xe tăng chiến đấu Challenger 2 của Anh trao cho Ukraine cũng đã ở giai đoạn cuối của chu kỳ hoạt động và không có tác dụng trong quá trình giao tranh với quân đội Nga. Ngoài ra, việc Mỹ hứa hẹn cung cấp hơn 30 xe tăng chiến đấu M1 Abram đã khiến Ukraine vui mừng song đây không phải là những phiên bản nâng cấp hiện đại. Tương tự, các chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất vốn được cường điệu hóa là có thể thay đổi xung đột Nga-Ukraine cũng đã ở cuối vòng đời sử dụng. Trong khi đó, Nga đã sở hữu các máy bay phản lực thế hệ thứ năm có thể đánh bại tiêm kích Mỹ. Điều này khiến một số nhà bình luận đặt câu hỏi liệu xung đột Ukraine có phải là công việc kinh doanh đơn thuần của chính phủ phương Tây. Theo National Internet, người hoài nghi có thể kết luận đây là một phần trong âm mưu lớn hơn nhằm tiêu hào kho vũ khí bị coi là lỗi thời để buộc chính phủ các nước phải mua những hệ thống hiện đại, đắt tiền hơn từ các nhà thầu quốc phòng phương Tây. Tuy nhiên, tình hình xung đột Ukraine cũng khó có thể xoay chuyển, ngay cả khi Kiev nhận được những vũ khí hàng đầu của phương Tây. Nguyên nhân là quân đội Ukraine không được đào tạo để sử dụng thiết bị đúng cách. Theo một cựu binh Mỹ dày dặn kinh nghiệm, Washington có thể cung cấp cho Ukraine những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới, nhưng Kiev cũng sẽ mất chúng vì không biết cách sử dụng trong khi Ukraine từng đưa ra cảnh báo về việc nước này sắp hết đạn tên lửa phòng không trong một hội nghị an ninh ở châu Âu vào tháng 2. Cùng với việc mất đi nguồn cung đạn dược, phòng không Ukraine trước đây từng bắn hạ 4 phần 5 mục tiêu của Nga, thì con số này giờ đây chỉ còn 1 phần 5 mục tiêu. Thiếu hụt vũ khí phòng không cũng sẽ tác động không nhỏ đến các thành phố lớn của Ukraine nếu bị Nga tấn công. Không chỉ thiếu hụt đạn dược, quân đội Ukraine cũng đối mặt với việc các hệ thống phòng không tiên tiến của nước này liên tiếp bị Nga phát hiện và phá hủy. Về phần mình, Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh tiếp tục chuyển vũ khí cho Kiev sẽ không ngăn cản Nga giành được các mục tiêu trong hoạt động quân sự và làm cuộc xung đột kéo dài. Theo các quan chức Nga, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine cũng đồng nghĩa rằng các quốc gia phương Tây đã trở thành các bên tham gia cuộc xung đột. Nhiều nguồn tin cho biết, Ukraine đang thiếu đạn dược đến mức sẽ cạn kiệt tên lửa phòng không để bảo vệ các thành phố của mình muốn cung cấp tên lửa của Kiev để bảo vệ các thành phố như Odessa đang giảm nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là thay vì tìm cách bắn hạ 4 phần 5 tên lửa tấn công của Nga như hiện nay, Ukraine sẽ sớm phải điều chỉnh hệ thống phòng không của mình để chỉ bắn hạ 1 phần 5 tên lửa. Hai quan chức Ukraine đã nói với các quan chức Mỹ tại một hội nghị an ninh mới diễn ra rằng, vấn đề trên sẽ tác động đáng kể đến các trung tâm đô thị của Ukraine, làm giảm khả năng phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công của Nga ở cả khu vực hậu phương và tiền tuyến trong những tuần tới nếu không được giải quyết nhanh chóng. Ukraine đã phải đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến việc bố trí các hệ thống phòng không hạn chế của mình ở các khu vực hậu phương và tiền tuyến, trong khi các lực lượng Nga gần đây đã tăng cường gây áp lực với hệ thống phòng không của Kiev. Quân đội Nga đã và đang tiến hành tấn công bằng nhiều hình thức, loại vũ khí khác nhau để xuyên thủng và gây áp lực liên tục lên tuyến phòng thủ cũng như phòng không của Ukraine. Ví dụ, các lực lượng Nga vừa sử dụng các cuộc không kích để đạt hiệu quả chiến thuật vừa tăng cường và cải thiện việc sử dụng bom lượn dọc theo nhiều khu vực khác nhau trên mặt trận. Vì vậy, việc Ukraine giảm 60% khả năng nhắm mục tiêu, chưa nói đến việc bắn hạ, tên liều của Nga sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề phân bổ trong bố trí các hệ thống phòng không trên. Hiện các chính trị gia ở Mỹ đang tranh luận gay gắt về việc có nên duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine hay không. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên tiềm năng của Đảng Cộng Hòa tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, đã nói rằng ông sẽ không cung cấp viện trợ cho Ukraine nếu thắng cử. Lời cảnh báo đã được đưa ra khi Nga đang tăng cường tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Ukraine. Các quan chức Nga cho biết Ukraine sắp cạn đạn dược và quyết định đây là lúc tấn công. Dọc theo tiền tuyến ở Donbass, lực lượng Nga đã tiếp tục đẩy lùi và áp đảo các đơn vị Ukraine, những nơi phàn nàn về lượng đạn pháo dự trữ đang cạn kiệt. Tờ Wall Street Journal mới đây cũng đã nêu ra ba yếu tố quan trọng quyết định kết quả của cuộc xung đột ở Ukraine. Nhân lực, tài chính và trang thiết bị. Quyết tâm đường đầu về Nga là nguồn lực duy nhất còn lại của Ukraine. Điều đó sẽ không đủ để giành chiến thắng. Đồng thời nhấn mạnh việc Nga chiếm ưu thế gần đây, cho thấy nhu cầu cấp thiết về viện trợ từ phương Tây, đặc biệt là về tên lửa và hệ thống phòng không. Dù việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái hiệu quả, nhưng do số lượng viện trợ gần đây hạn chế, Kiev đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc cân bằng việc duy trì phòng thủ ở tiền tuyến với phòng thủ đô thị trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Một số thách thức chính đối với Ukraine hiện nay là sự chênh lệch lớn về đạn dược giữa hai bên, những hạn chế chiến thuật của máy bay không người lái trong việc bù đắp hỏa lực pháo binh và những căng thẳng kinh tế ngày càng trầm trọng do xung đột gây ra. Tờ Wall Street Journal cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của Quốc hội Mỹ trong việc ra quyết định nhằm giải quyết các yêu cầu quân sự khẩn cấp của Ukraine trong bối cảnh Nga không ngừng tấn công. Nếu Quốc hội Mỹ chỉ hoãn thông qua viện trợ, hậu quả có thể rất lớn với Kiev, vì khi hệ thống phòng không của Ukraine suy yếu, nước này sẽ ngày càng buộc phải lựa chọn giữa việc bảo vệ lực lượng ở mặt trận và bảo vệ các thành phố khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Thưa quý vị, đường kim Tổng thống Nga Putin, người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 vừa cho biết, ông có kế hoạch gặp gỡ các ứng cử viên tham gia bầu cử Tổng thống Ông cũng nêu vấn đề nhân sự trong chính quyền mới theo hướng đảm bảo hiệu quả tối đa. Cụ thể, ông Putin trước đó nói với các phóng viên tại văn phòng trang cử của mình, một cuộc gặp gỡ với tất cả ứng cử viên bầu cử tổng thống được lên kế hoạch. Nhà lãnh đạo Nga Putin cũng cho biết các vấn đề nhân sự trong chính phủ Nga sẽ được giải quyết mà không cần phải vội vã. Ông Putin nói tại tổng hành dinh chiến dịch bầu cử, vấn đề sẽ là quyết định bổ nhiệm ai vào vị trí nào để đạt hiệu quả tối đa của ekip. Theo tổng thống Putin không cần phải vội vã bởi vì pháp luật cho chúng ta tới 2 tháng rưỡi để giải quyết những vấn đề này. Theo Hiến pháp Nga sửa đổi năm 2021, ông Putin về lý thuyết có thể tiếp tục tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa, điều cho phép ông tại nhiệm đến năm 2036. Kịch bản nắm quyền thêm 12 năm nữa tạo điều kiện cho ông Putin, 71 tuổi có nhiều thời gian để thực thi các cam kết và chương trình hành động của mình nhằm củng cố di sản chính trị mà ông đã xây dựng trong gần 25 năm qua. Nga đạt nhiều thành tiệu đáng kể trong thời gian ông Putin nắm quyền, cùng với đó kinh tế đất nước vẫn trụ vững bất chấp phương tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt để đáp trả nga mời chiến dịch ở ukraina giúp vị thế của ông chủ điện kremlin càng được củng cố trong giai đoạn tranh cử tổng thống putin đã cam kết gia hạn các khoản thế chấp giá rẻ được chính phủ hỗ trợ giúp đỡ về tài chính cho các gia đình trẻ đặc biệt là những người có con nhỏ ông tuyên bố dành thêm nguồn lực vào y tế giáo dục khoa học văn hóa và thể thao khi đọc thông điệp liên bang tổng thống putin tiếp tục nêu ra tầm nhìn cho nước nga trong những năm tiếp theo nhấn mạnh vào nhiệm vụ cải thiện đời sống người dân. Tổng thống Putin đặt mục tiêu đưa tỷ lệ đói nghèo tại Nga xuống dưới 7% vào năm 2030. Ông còn nêu ra hàng loạt sáng kiến khác giúp nâng tuổi thọ trung bình của người dân, hiện khoảng 73 tuổi lên ít nhất 78 tuổi vào năm 2030, sau đó vượt mốc 80 tuổi. Cùng với đó là dự án hỗ trợ thanh niên Nga phát triển tương lai, chính sách nhân lực cho các lĩnh vực chuyên môn, giáo dục và đào tạo. Ông cũng cam kết đưa ra ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và giảm áp lực từ nhà nước lên lĩnh vực tư nhân. Theo ông Putin, chúng ta là một gia đình lớn, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mọi thứ đã lên kế hoạch. Về đối ngoại, ông Putin cáo buộc phương Tây đang tìm cách chia rẽ Nga và khiến nước này suy yếu. Ông thêm rằng Nga sẽ không cho phép bất kỳ bên nào can thiệp vào vấn đề nội bộ. Nước Nga trong nhiệm kỳ thứ năm của ông Putin có thể áp dụng chính sách cứng rắn hơn nữa với phương Tây, trong khi củng cố quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển. Giới quan sát cho rằng, sau khi tái đắc cử, ông Putin còn có thể quyết liệt hơn trong xung đột ở Ukraine. Một số lo ngại về khả năng Nga sẽ có đợt động viên quân thứ hai và Moscow mở đợt tấn công mới, quy mô lớn. Sau gần 25 năm, ông Putin lãnh đạo dưới vai trò Tổng thống hoặc Thủ tướng, nền kinh tế Nga chứng kiến nhiều thay đổi tích cực. Năm 2000, ông Putin triển khai kế hoạch GREP, chương trình phát triển kinh tế xã hội cho Liên bang Nga giai đoạn 2000-2010, đặt tên theo Bộ trưởng Kinh tế Herman Greff, Nga hưởng lợi khi giá dầu phục hồi sau khủng hoảng tài chính châu Á 1997, nguồn thu ngoại tệ dồi dào giúp tái thiết Nga dễ dàng hơn và ông Putin không phung phí nguồn lực này. Trong thời kỳ ông Putin nắm quyền, tỷ trọng của Nga trong kinh tế toàn cầu tăng từ 2% lên khoảng 4%, GDP của Nga tăng trưởng với tốc độ trung bình 7% trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Putin, đưa nền kinh tế Nga vượt xa các thành viên còn lại trong khối các quốc gia độc lập CIS đồng thời tiếp tục đà tăng trưởng trong 4 năm tiếp theo. Trong vòng 10 năm từ năm 1999 đến năm 2008, GDP của Nga tăng trưởng 94% và GDP bình quân đầu người tăng gấp đôi, trở thành thập kỷ nổi bật nhất trong lịch sử kinh tế Nga xô, nếu không xét tới giai đoạn hồi phục kinh tế sau nội chiến với chính sách kinh tế mới NEP do nhà lãnh đạo Lenin đề xuất năm 1921. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã chặn đà tăng trưởng của Nga. Nga ghi nhận tăng trưởng âm năm 2009, dần phục hồi rồi bắt đầu tăng trưởng y ạch từ năm 2013. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi căng thẳng với phương Tây ngày càng gia tăng. Từ sau sự kiện, Nga sắp nhập bán đảo Crimea ở Ukraine vào lãnh thổ năm 2014. Trước tình cảnh bị cô lập ở châu Âu, Nga buộc phải tăng cường hợp tác với Trung Quốc và mở rộng ảnh hưởng tới Trung Đông. Tham vọng đưa nước Nga trở lại vũ đài thế giới được ông Putin thể hiện qua quyết định phát động chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria năm 2015. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Nga thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Trung Đông, khu vực Moscow đang dần đánh mất ảnh hưởng vào tay phương Tây. Tháng 2 năm 2022, Nga mở chiến dịch ở Ukraina động thái bị phương Tây chỉ trích mạnh mẽ và áp thêm lệnh trừng phạt như thiết lập giá trần với dầu, loại Nga khỏi SWIFT, hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng trên thế giới. Trong những tháng đầu chiến sự, làn sóng trừng phạt chưa từng có từ phương Tây đẩy kinh tế Nga vào tình thế khó khăn chưa từng thấy khi đồng rút lao dốc, người dân ồ ạt rút tiền và loạt doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Nga. Nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng suy giảm do các biện pháp hạn chế từ phương Tây nhưng Nga dần thích ứng với các lệnh trừng phạt, chuyển hướng xuất khẩu dầu từ châu Âu sang Trung Quốc và Ấn Độ, nguồn tài nguyên khổng lồ cũng đang là bệ đỡ vững chắc cho kinh tế nước này. Ưu tiên chi tiêu ngân sách của Nga cũng thay đổi, với quốc phòng được chú trọng nhiều hơn các lĩnh vực khác. Tháng 9 năm 2023, ông Putin tuyên bố kinh tế Nga đã phục hồi về giai đoạn trước chiến sự sau thời gian chống chịu áp lực chưa từng thấy từ phương Tây. Tổng cục thống kê Liên bang Nga Rosstat ước tính GDP năm 2023 tăng trưởng vượt kỳ vọng đạt mức 3,6%. Trong cuộc họp báo thường niên tháng 12 năm 2023, tổng thống Putin đã gửi lời xin lỗi người dân vì để cho giá trứng và giá thịt gà tăng nhanh. Ông Putin nói: "Tôi rất xin lỗi về điều này, đây là thiếu sót trong công tác của chính phủ. Các ban ngành đã hứa rằng tình hình sẽ được khắc phục trong thời gian tới." Việc giá hai mặt hàng này tăng nhanh được cho là hệ quả từ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AP, nhìn nhận một cách khách quan thì nền kinh tế đối với người dân Nga hầu như không có nhiều thay đổi, ngoại trừ việc giá một số mặt hàng tăng chóng mặt, các thương hiệu phương Tây biến mất ở Nga và ngày càng nhiều ô tô Trung Quốc lao vun vút trên đường phố. Lạm phát trên 7%, cao hơn mục tiêu 4% của ngân hàng trung ương, song tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và nền kinh tế Nga dự kiến sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, gấp đôi dự báo trước đó. Con số này vượt xa mức tăng trưởng 0,9% được dự đoán cho châu Âu. Không có vũ khí thần kỳ nào cả, chiến tranh tài chính nhằm vào Nga không thể thay thế việc gửi tiền và vũ khí mà Ukraine cần. Thưa quý vị, hãng tin NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin, chính quyền Mỹ đang cân nhắc các phương án đáp trả nếu Israel làm trái với cảnh báo của Washington. Tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự tại thành phố Rafa của Gaza và không có kế hoạch cụ thể bảo vệ dân thường. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nội các chiến tranh của ông đã chấp thuận việc triển khai một hoạt động quân sự ở Rafa và lực lượng phòng vệ Israel IDF đang chuẩn bị sơ tán dân thường địa phương. Quá trình chuẩn bị sẽ mất vài tuần và hoạt động sẽ diễn ra. Theo những thông tin NBC đưa, các cuộc thảo luận phương án phản ứng của Mỹ đang diễn ra trong bầu không khí lo ngại ngày càng gia tăng và sự thất vọng khi những lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị chính phủ Israel phớt lờ. NBC dẫn lời thượng nghị sĩ Chris Van Hollen. Hết lần này đến lần khác, Tổng thống Biden kêu gọi Israel thực hiện một số hành động nhất định và hết lần này đến lần khác, ông Netanyahu phớt lờ Tổng thống Mỹ. Tôi nghĩ điều đó khiến Mỹ trông như bị giảm sức ảnh hưởng. Thay vì tiến hành một hoạt động quân sự toàn diện ở Rafah, Washington khuyến nghị Israel thực hiện các hành động chống khủng bố có mục tiêu và quy mô nhỏ hơn. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi đã nói rõ rằng cần thiết phải ưu tiên bảo vệ dân thường. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc tấn công Rafah sẽ là một làn danh đỏ nếu được thực hiện mà không có đủ biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, Tổng thống Joe Biden đã nói rất rõ ràng rằng với số lượng lớn dân thường ở Rafah, khoảng 1,4 triệu người, trong đó nhiều người đã phải di rời khỏi các khu vực khác của Gaza. Chúng ta phải thấy một kế hoạch rõ ràng và khả thi. Đó không chỉ là để đưa dân thường thoát khỏi nguy hiểm, mà còn đảm bảo rằng một khi thoát khỏi nguy hiểm, họ phải được chăm sóc thích hợp từ nơi ở, thức ăn, thuốc men đến quần áo. Và chúng tôi chưa thấy một kế hoạch như vậy. Trước đó, người phát ngôn Liên Hợp Quốc, Stefan dujarric cũng cảnh báo hậu quả của một hoạt động quân sự trên bộ của Israel tại Rafa sẽ gây ra một thảm họa đối với người dân và tình hình nhân đạo tại Gaza. Ông Stephanie Duzaric nêu rõ: Tôi nghĩ hậu quả của một hoạt động trên bộ ở Rafa trong thời điểm hiện tại sẽ là thảm họa đối với người dân Gaza, đối với người Palestine và thảm họa đối với tình hình nhân đạo. Chúng tôi rất hy vọng rằng tất cả những điều này không xảy ra để có thể tránh mọi nguy cơ. Chúng tôi hiểu rằng các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và hy vọng các bên sẽ đồng thuận ngừng bắn và đảm bảo khả năng tiếp cận nhân đạo lớn hơn, đảm bảo giải phóng tất cả các con tin. Tôi nghĩ đây là con đường duy nhất cho người dân Palestine và Israel. Đại diện của Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Palestine, ông Dominic Allen, trong cuộc họp cùng ngày cũng đã thông báo ngắn gọn tình hình sau chuyến thăm Rafah. Ông mô tả tình hình ở Gaza là hơn cả thảm khốc. Trong bài phát biểu tại Thượng viện Mỹ, ông Chuck Schumer, một người ủng hộ Israel nhiều năm qua và là quan chức dân cử cấp cao nhất của người Do Thái ở Mỹ, kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới ở Israel và cho rằng ông Netanyahu là trở ngại cho hòa bình. Đáp trả lời phát biểu của ông Skimmer, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng Tôi nghĩ những gì ông ấy nói là hoàn toàn không phù hợp, thật không phù hợp khi đến một nền dân chủ chị em và tìm cách thay thế ban lãnh đạo được bầu ở đó. Bài phát biểu của ông Schumer cho thấy sự thất vọng ngày càng lớn ở Washington đối với Thủ tướng Netanyahu về cách ông xử lý cuộc xung đột với lực lượng Hamas và không làm nhiều hơn để bảo vệ thường dân Palestine ở giải Gaza. Ông Schumer cho rằng sẽ là sai lầm nghiêm trọng đối với Israel nếu từ chối giải pháp hai nhà nước và kêu gọi các bên đàm phán làm mọi thứ có thể để đạt được lệnh ngừng bắn, giải phóng con tin và đưa thêm hàng viện trợ vào giải Gaza bài phát biểu của ông skimmer cũng phần nào phản ánh sự không hài lòng từ mỹ với cách israel giải quyết tình hình ở gaza không tăng cường bảo vệ dân thường palestine hay không cho phép thêm hàng viện trợ vào giải đất mỹ cũng đối mặt sự chỉ trích ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế vì hỗ trợ israel tổng thống joe biden nói bình luận của ông skimmer phản ánh các lo ngại của nhiều người dân mỹ và gọi đây là bài phát biểu hay phát ngôn viên nhà trắng john kirby cho biết ông biden tin rằng quyết định có tổ chức bầu cử hay không và vào khi nào tùy thuộc người dân và chính phủ israel trong khi đó thủ tướng netanyahu cũng tuyên bố quân đội israel quyết tâm thực hiện chiến dịch ở rafah bất chấp sức ép từ cộng đồng quốc tế để đạt được các mục tiêu như loại bỏ hamas giải cứu con tin và đảm bảo gaza không còn tạo ra mối đe dọa hàng loạt đồng minh của israel nhiều lần kêu gọi ông netanyahu không tấn công rafah nếu chưa có kế hoạch bảo vệ dân thường Thủ tướng Israel nói nước này sẽ không để dân thường bị mắc kẹt ở Rafa khi bắt đầu tấn công. Ở diễn biến khác trước đó, hàng nghìn người dân Israel đã đổ xuống đường biểu tình khắp các thành phố lớn nhất nước này, bao gồm thủ đô Tel Aviv và thành phố Jerusalem. Tại Tel Aviv, các đoàn biểu tình dương cao khẩu hiệu đòi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức. Nhiều đối tượng quá khích còn phóng hỏa và xô sát với lực lượng an ninh trong thành phố hãng tin CNN cho biết có cả quan chức quốc hội nước này tham gia vào dòng người biểu tình phản đối chính phủ. Theo Al Jazeera, một bộ phận người Israel bày tỏ bất mãn về hành động của chính phủ trong cuộc xung đột cũng như cam kết trước vấn đề giải cứu con tin đang mắc kẹt ở giải Gaza. Thưa quý vị, quân đội Jordan vừa thông báo đã phát hiện những chuyển động khả nghi trên không tại biên giới với Syria giữa lo ngại về khả năng bị vướng vào cuộc xung đột trong khu vực. Tờ The Times of Israel cho biết đây rất có thể là tên lửa do lực lượng thân Iran ở Iraq bắn. Theo một nguồn tin khác, hai tên lửa xuất phát từ hướng biên giới Iraq tại khu vực mà lực lượng thân Iran hiện diện. Theo các nhân chứng, họ đã thấy các máy bay của Jordani bay trên thành phố Ibit và các khu vực gần biên giới với Syria. Quân đội Jordani thông báo rằng một đội máy bay đã bay đến để đảm bảo không phận không bị đe dọa. Tuyên bố của quân đội Jordani có đoạn, lực lượng không quân đã phản ứng trước cảnh báo của các hệ thống radar theo dõi các chuyển động trên không mà chưa rõ nguồn gốc. Quân đội nước này không nói rõ các vật thể khả nghi này là do bên nào bắn. Trước đó vào tháng 1, ba lính Mỹ đã thiệt mạng và 34 người bị thương sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tiền đồn của Mỹ ở Jordan. Mỹ cho rằng vụ việc có liên quan đến các tay súng thân Iran. Jordan đã đề cập Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Patriot, nói rằng nước này lo ngại sẽ bị ảnh hưởng nếu giao tranh ở Gaza khiến cả Iran và các lực lượng vũ trang khác trong khu vực kéo tới biên giới Jordan. Ông Saud al chuẩn tướng từng làm việc tại Tổng cục Tình báo Jordani cho biết, cho dù có đánh chặn được máy bay không người lái và tên lửa hay không, thì nguy cơ Jordani bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh có thể tăng lên nếu xung đột tiếp tục và lan rộng. Jordani nằm trong khu vực nguy hiểm, trung tâm của các cuộc giao tranh bằng máy bay không người lái và tên lửa do các lực lượng thân Iran bắn trong khu vực. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, tại Iraq và Syria đã xảy ra các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa các nhóm vũ trang thân Iran và lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực. Các quan chức cho biết, chính phủ Jordani, vốn đã ký thỏa thuận quốc phòng với Mỹ vào tháng 1 năm 2021, muốn tăng cường khả năng phòng thủ cho các lực lượng thân Iran đang tăng cường sức mạnh ở biên giới Jordani với Iraq và Syria. Đã có một số tên lửa mà nhóm hầu thi bắn vào Israel và bị bắn hạ ở khu vực thành phố Eliad, ven biển đỏ. Ali al một quan chức của Houthi đã nêu ý kiến trên tại mạng xã hội X. Lực lượng Houthi ở Yemen thuộc phong trào Ansar al Allah cho biết họ đang hợp tác với Nga, Trung Quốc và BRICS để chống lại quyền bá chủ của phương Tây. Ông cho biết mối quan hệ quốc tế giữa Yemen, Nga, Trung Quốc và các nước BRICS không ngừng được củng cố và phát triển, đồng thời có sự trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Ông nhấn mạnh Yemen cùng với Nga, Trung Quốc và các nước BRICS đang cùng nhau chiến đấu vì một thế giới đa cực và quá trình này bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 cùng với hoạt động quân sự của Nga nhằm bảo vệ Donbass. Sự gia tăng xung đột giữa Israel và Palestine chỉ làm tăng thêm những xu hướng này theo al kahoum thế giới đang hướng tới một thất bại lịch sử và sự sụp đổ của quyền bá chủ phương tây ông nhấn mạnh quan hệ của yemen với trung quốc nga và brics là bình đẳng và thể hiện sự tương tác về chính trị kinh tế văn hóa và an ninh quốc gia các chiến binh houthi ở yemen trước đó cũng cam kết bảo đảm cho tàu nga và trung quốc đi qua biển đỏ an toàn một đại diện của houthi nói với tờ investia rằng sẽ đảm bảo đi lại an toàn qua biển đỏ cho tàu bè từ tất cả các quốc gia ngoại trừ israel và các quốc gia có liên quan giữa bất kỳ hình thức nào với Israel. Người này lưu ý Nga và Trung Quốc nằm trong số các quốc gia sẽ không bị nhắm tới. Trong khi đó ông Muhammad al-Buhayti một thành viên cấp cao của Houthi tuyên bố rằng các tàu của Israel hoặc những tàu có liên hệ với Israel theo bất kỳ cách nào sẽ không có một chút cơ hội nào đi qua Biển Đỏ Các cuộc tấn công vào những tàu này sẽ tiếp tục. Ông al-Buhayti nói thêm đối với tất cả các quốc gia khác bao gồm cả Nga và Trung Quốc tàu của họ sẽ không bị đe dọa. Ông nhấn mạnh Houthi sẵn sàng đảm bảo an ninh cho tàu di chuyển an toàn qua biển đỏ vì tự do hàng hải đóng một vai trò quan trọng. Ở diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom gần đây cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phá hủy một máy bay không người lái UAV của lực lượng Houthi, trong khi một chiếc khác được cho là đã lao xuống biển đỏ. Sencom cũng cho biết họ đã phá hủy năm tàu mặt nước không người lái và một máy bay không người lái để tự vệ tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Tuyên bố cho biết chúng tôi xác định rằng những vũ khí này là mối đe dọa sắp xảy ra. Đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực, nhiều tháng xảy ra các cuộc tấn công của Houthis ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động vận tải toàn cầu, buộc các công ty phải định tuyến lại các hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh Nam Phi. Đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể lan rộng, gây bất ổn cho khu vực Trung Đông rộng lớn hơn. Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthis để đáp trả các cuộc tấn công vào tàu bè. Kể từ cuối năm 2023, Houthi bắt đầu thực hiện nhiều cuộc tấn công vào tàu thuyền hoạt động trên biển đỏ nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong xung đột ở giải Gaza. Động thái của Houthi đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đối với một trong những tuyến hàng hải huyết mạch trên thế giới. Phong trào vũ trang ở Yemen dường như muốn tiến xa hơn khi Thiếu tướng Mohammed Nasser al atefi tuyên bố những cuộc tấn công tàu thương mại và quân sự ở biển đỏ, Vịnh Aden, chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi địa chính trị và một trật tự thế giới mới. Al Jazeera dẫn lời quan chức quân sự cấp cao của Houthi ngày 17 tháng 3 cho biết, chúng tôi hiện đang áp đặt các quy tắc can dự mới, điều này sẽ khiến Mỹ và Anh phải trả giá đắt. Trước đó, FD vừa qua đưa tin, phái đoàn Mỹ do Brett Magu, đặc phái viên Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách Trung Đông và Bắc Phi, dẫn đầu tham gia đàm phán với Thủ tướng Ngoại giao Iran Ali Bahiri cùng các quan chức tháp tùng. Hai bên không gặp mặt trực tiếp mà tiến hành đàm phán thông qua vai trò trung gian của các quan chức Oman. Đây được coi là cuộc đàm phán đầu tiên giữa quan chức hai nước từ khi những cuộc trao đổi tại Oman về chương trình hạt nhân của Iran bị đình trệ từ tháng 5 năm 2023. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh lực lượng hầu thi tại Yemen, nhóm được Iran hậu thuẫn, phát động các đợt tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái drone nhằm vào Israel và nhiều tàu hàng trên biển đỏ. Các đợt tấn công tàu hàng của hầu thi khiến hoạt động vận tải hàng hóa qua biển đỏ bị ảnh hưởng, buộc Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu thành lập nhóm chuyên trách để đối phó mỹ và anh nhiều lần không kích vị trí houthi đặt chạm radar tên lửa drone và xuồng tự sát song vẫn không ngăn được lực lượng này tiếp tục các cuộc tập kích theo một nguồn tin giấu tên nhà trắng coi cuộc đàm phán với iran là kênh ngoại giao để truyền đạt cách ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực nguồn tin cho biết iran nhiều lần khẳng định họ chỉ có ảnh hưởng về tinh thần với các lực lượng trong trục kháng chiến iran không thể ra lệnh cho houthi song có thể đàm phán và thảo luận tuy nhiên chính quyền tổng thống mỹ joe biden cho rằng Iran có liên hệ sâu sắc tới các vụ tập kích tàu hàng của Houthi, trong đó có tham gia lên kế hoạch và cung cấp vũ khí. Vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 2, nhưng đã bị trì hoãn khi ông Marco chuyển hướng tập trung vào nỗ lực đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, các bên tới nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Bản tin Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!